thước cái form của cái xe thì lúc này thì nó cái thùng nó sẽ nhỏ hơn cái thùng Wrangler chút xíu. Thì cái cuộn này nó sẽ là cái cuộn Sport X4 này, nó sẽ được thiết kế riêng cho cái xe Hilux, và khi mình đặt lên thì nó sẽ vừa fit với cái xe luôn. Và cái khung approach này á, thì nó có cái độ tăng giảm về cái chiều rộng, nên là các cái dòng xe như Raptor, Wrangler, Hilux, Navara, Colorado đều ráp được cái khung này. Xin chào mọi người, bây giờ là 13 giờ ngày 15 tháng 12 2020. Đây là tại Geneva Auto. Tôi là Lợi. Hôm nay mình sẽ review thêm về một cái nắp thùng và cái khung thể thao cho cái xe Hilux, Toyota Hilux 2020. Chiếc xe này thì mới lấy và chủ xe thì từ Vĩnh Long, cách Geneva Auto khoảng 150 km. Thì mình rất hiếm khi mà để review những cái xe Hilux. Hôm nay có cái duyên là được làm một chiếc khung thể thao và cái nắp thùng cuộn Sport X4 này cho chiếc xe Toyota Hilux này. Mình cũng làm một cái video để review cùng với cả anh em là trong cái nắp thùng cuộn và cái khung thể thao cho cái xe Toyota Hilux thì nó có khác gì nhiều so với các cái dòng mà mình hay review, đó là chiếc Raptor hay là Wrangler không. Thì thực tế thì là cái form của cái nắp thùng và cái khung thể thao thì như mọi người thấy đây, nó vẫn y chang như vậy thôi. Nó chỉ về cái kỹ thuật thì nó giống hệt như nhau, nó chỉ khác nhau về cái kích thước này, cái kích thước là cái form của cái xe Hilux này thì nó cái thùng nó sẽ nhỏ hơn cái thùng Wrangler chút xíu. Thì cái cuộn này nó sẽ là cái cuộn Sport X4 này, nó sẽ được thiết kế riêng cho cái xe Hilux, và khi mình đặt lên thì nó sẽ vừa fit với cái xe luôn. Còn cái khung thể thao off-road này thì thực ra cái khung thể thao off-road này á, nó thiết kế cho tất cả các cái dòng xe đều có thể lắp được, trừ cái xe chi tông. Những xe chi tông thì nó cũng lắp được cái mẫu off-road, nhưng mà nó là một cái mẫu riêng, nó cũng form như vậy, nhưng mà cái xe chi tông thì cái thành của nó hơi khác, nên là nó có thiết kế hơi khác biệt thì chút xíu. Còn cái khung off-road này á, thì nó có cái độ tăng giảm về cái chiều rộng, nên là các cái dòng xe như Raptor, Wrangler, Hilux, Navara, Colorado đều ráp được cái khung này và nó y chang nhau. Nó chỉ có tăng giảm cái độ rộng của cái khung thôi. Còn riêng cái nắp cuộn thì chúng ta phải chọn những cái nắp cuộn chính xác cho cái dòng xe thì chúng ta mới ráp được lên trên cái xe. Thì mỗi cái thùng xe thì nó khác nhau. Giống như cái thùng Hilux này thì chúng ta sẽ phải chọn cái nắp thùng chính xác cho cái xe Hilux thì ráp này nó mới vừa được. Mọi người xem kỹ về cái nắp thùng xe này, nó hoạt động giống các cái mẫu kia thôi. Ta kéo nhẹ qua bên phải thì nó sẽ mở cái nắp thùng, mình kéo qua bên trái thì nó sẽ khóa. Các cái chế độ khóa thì cũng vậy, nó có cái chế độ khóa ở dưới đó, thì chúng ta có thể thoải mái lấy đồ ở đây. Rồi cái nắp này thì do Hilux nó không có cái khóa đằng sau nên mình có làm cái ngàm ở đây. Cái ngàm này thì nó cũng giống như cái ngàm trên xe khi mà mình làm cho xe Wrangler thường thì khi mà đóng cái nắp lại thì nó sẽ giữ luôn cái bựng xe. Và cái xe bằng những cái con ốc này. Và đây nó cũng ở phía này nó cũng sẽ có một cái chân ốc như vậy.